Tác phẩm Truyền thuyết Liêu Trai. Tác giả Hot Boy Hà Thành. Chương 3. Như đây à? Ta trên đây, đừng bỏ cứu ta đi. Đoàn Long nghe thế thì tức tốc chạy lại gần, nhưng chàng đâu có phép thuật mà đằng vân, chàng chỉ có thể đứng dưới mặt đất mà can dự. Như đệ, mặt của ta, có yêu quái muốn sát hại ta? Đoàn Lâm bị trói lơ lửng trên không trung, ra sức mà kêu la. Yêu quái sao chứ? Đoàn Lâm tỏ ra một cái vẻ nghi ngại. Phải, người bạn đi gặp trên đỉnh núi Tan Viên, thực chất chính là con công tu luyện ngàn năm. Nó đã quá thành người, chuyên đi quy đuổi nam nhân, cứu ta. Yêu nghiệt, ngươi đừng ngắm mắt phụ người. Long Quỳnh à, ngươi không còn là ca ca của Quỳnh nữa rồi. Ca ca của Quỳnh đã bị nghiệt nhập thể, nó sẽ sát hại Quỳnh đó. Không tức ra sức để mà bài phân. Không tức, chết liệu quá hại người hay sao chứ? Không thể nào, sao có thể như vậy được? Đoàn Long tỏ ra một cái nét mặt nghi ngại. Phải, hắn ta chết liệu nghiệt đó. Hắn muốn cưỡng bức hồng huyết tinh khí của ta, để mau ra tay đi. Đoàn Long nhìn Không Tước vẫn là cái diện mạo thân yêu của hôm nào mà chàng kề cận ở bên dãy núi Ba Vì, mặn nồng hương lửa ở bên thạch động, bên thái tiên ra vẫn cứ còn nồng đượm. Thế mà giờ đây phải đối mặt với thị phi trắng đen bất phân, người phàm mắt thịt cũng không thể có được cái nhãn pháp mà phân biệt được thực hư. Chàng chỉ biết là Không Tước hiền đệ mà chàng yêu thương ở trong lòng không thể nào có yêu pháp được. Không thể đằng vân, làm sao có thể có pháp thuật siêu phẩm như vậy được. Chàng lại càng nghi ngại hơn. Ca ca của chàng từ thời còn thơ dại đã cùng với chàng gắn bó ở thành nội, làm sao lại có thể là yêu quá chứ? Sao chàng có thể tin lời của Khổng Thước khi mà mắt của chàng chưa từng nhìn thấy ca ca có pháp thuật gì từ bao giờ cả? Chàng chỉ là nhìn thấy ca ca đang bị khống chế, trói chặt ở trên không trung. Ca ca không một chút phản kháng, chẳng có một chút cảm giác yêu nghiệt gì, làm sao mà chàng có thể tin được đây chứ? Đối mặt với thị phi trắng đen như vậy, Long Quân Tử cũng trở nên vô minh. Chàng rút cái mũi tên ra mà gài lên trên cánh cung. Chàng bắn vút một phát lên trên bầu trời, Không Tước né tránh. Đoàn Long lại tiếp tục bắn thêm nhiều mũi tên liên tiếp. Đoàn Long đã bị trúng cái ly gián của yêu nghiệt. Yêu nghiệt ác chí cười ngạo nghễ, vì cứ mãi lo tránh né cái cung tên của Đoàn Long nên chàng đã bất cẩn. Con yêu nghiệt này lợi dụng cái thời cơ đánh bật Đoàn Long ra, Không Tước sơ ý nên đã bị trúng cái mũi tên. Mũi tên bắn trúng chàng đã khiến cho tiên khí bị tổn hao. Con yêu nghiệt kia vận pháp phá tan đi cái tấm vải lụa thành từng mảnh rớt bởi lạ tả. Yêu nghiệt thừa kế xông lên đánh trọng thương Không Tước. Chàng quá thành chim công, cứ vang inh ỏi khắp bầu trời. Mặc dù là bị thương, nhưng mà Khổng Tước vẫn cứ quyết chí phù phục cho bằng được yêu nghiệt. Chim công cất tiếng hót phóng ra hàng loạt cái tia sấm chớp. Yêu nghiệt tránh né, nó là vút xuống mặt đất khống chế Đoàn Long. Chim công bay vụt qua ngăn chặn yêu nghiệt. Ca ca, sao lại có thể chuyện như thế chứ? Ta không phải là ca ca của ngươi. Cái tên Phạm Giang có mắt như mù kia. Yêu nghiệt há hồng ra, hồng sẽ hút được nguyên khí của chàng, nhưng rồi lại bị Khổng Tước ngăn cản. Nếu người lại gần, ta sẽ cho tình lai của người chết không toàn thây đó. Bạch Long Mã bung ra cái móng vuốt sắc nhọn bao ngàn cổ của Đoàn Long. Y dùng Đoàn Long để mà uy hiếp Khổng Tước. Rượt đuổi trên không, Khổng Tước tung ra một cái dây vải lụa đào quấn lấy Lý Đoàn Long mà kéo chàng ta lại. Bạch Long Mã bay tới hồng cướp lại Đoàn Long, nhưng lại gặp phải chống trả quyết định của Khổng Tước. Cái đuôi chim công từ hậu thể của Khổng Tước đã hiện ra, nó tựa như những cái mũi tên lao vút về phía Bạch Long Mã. Khổng Tước phi thân lên trên không trung kéo theo Đoàn Long. Yêu nghiệt vận pháp phá đứt đi cái dây vải, Đoàn Long rơi xuống dưới đáy vực thẳm kia. À... cứ ngỡ rằng chàng sẽ rớt xuống vực thẳm, nhưng thực là may Khổng Tước đã kịp thời phóng ra một cái dây dài lụa thứ hai quấn lấy Đoàn Long, kéo chàng ta bay lên trên lại. Yêu nghiệt ra sức chống phá quyết liệt, Khổng Tước một phần bị bảo vệ Đoàn Long, một phần chống đỡ trăm ngàn hiệp đối với cái tên yêu nghiệt, nên chàng đã phân tán được sức mạnh. Nhất thời
công đức không thể quy tụ cao tâm được. Chàng vận công dưỡng ra một cái luồng sức mạnh tiên khí về cái phía tên yêu nghiệt kia. Con yêu nghiệt chống đỡ quyết liệt, nó phi thân tránh né. Sức mạnh của khổng tước kinh thiên động địa giáng xuống mặt đất, làm nổ tung cả một vùng. Nước sông Hồng theo đó mạch đổ vào lũ lượt, tạo thành nhiều cái hồ nước ngọt. Núi non đất đá thì đổ xuống ầm ầm, nhưng họ đã đánh xuống mặt đất, làm cho nước sông đã cuồn cuộn dâng lên, hợp lưu cho sông Hồng. Bị trúng sức mạnh của tiên khí, nguyên thần của cái tên yêu nghiệt xuất ra tức khắc. Yêu nghiệt kia vẫn là hung hãn mà lao tới tấn công khổng tước. Đoàn Lâm không còn yêu pháp của yêu nghiệt, nên đã ngay lập tức chạy ta rớt xuống dưới vực thẳm. Đoàn Lâm kinh hãi mà thốt lên cầu cứu: "Cứu ta!" Khổng tước lại phóng ra một cái dây dại lụa thứ hai để cuốn lấy Đoàn Lâm kéo lên, vừa là chống trả với yêu nghiệt, lại vừa bảo vệ tính mạng cho quân đệ nhà họ Lý, nên chàng gặp rất là nhiều khó khăn. Yêu nghiệt mượn gió bẻ măng tấn công ráo riết, vừa kéo lấy Đoàn Lâm lên được trên vách núi thì là phải ngưng lại để đánh yêu nghiệt. Khổng tước trung trưởng tổn thương nguyên khí, chàng là vẫn cương quyết để có thể bảo toàn tính mạng cho cả hai quân đệ nhà họ Lý. "Mặc kệ ta, để lỗi cho ta mà, tiêu diệt yêu nghiệt sẽ quan trọng hơn." Đoàn Long không muốn vì mình mà Khổng tước lại gặp nguy hại. Khổng tước không thể nào chống đỡ nổi nên đã bị yêu nghiệt đánh bật ra. Hai tráng sĩ họ Lý cùng rơi xuống dưới vực thẳm. "Cứu ta với!" Đoàn Lâm lạch thoáng lên hải hùng. Thật là may cho họ, đúng lúc đó có một cái con chim hoàng phi bay đến để tiếp ứng. Chim hoàng phi thắt cái đã biến thành đàm nhân, ôm lấy Đoàn Lâm, và Đoàn Lâm từ dưới vực bay lên. "Chủ nhân à, chiều đến trễ, xin chủ nhân tha tội." Tiểu yêu hoàng phi lướt đi như gió, mang theo nhị vị tráng sĩ trở lên mặt đất an toàn. Con ngựa đầu rồng lại phun ra chân quả, lửa của nó tràn xuống mặt đất, thiêu rụi cả một dãy núi phía tây sườn đồi, khiến cho sườn tây dãy núi Ba Vì ngày nay nắng thiêu như là lửa đốt. Đồi trọc khô cằn, Khổng tước lấy nước sông Đà tràn qua cái vùng khô cháy, dập tắt chân quả của nó. Chính vì thế mà cho đến tận ngày nay, con sông Đà lại càng hiểm trở gập ghềnh như thác lũ hơn. Đâu đã trăm ngàn hiệp đã làm cho địa hình đất đai thay đổi chưa từng thấy. Cuối cùng yêu nghiệt đã bị đánh tan nguyên thần, Khổng tước trở lại mặt đất. Quỳnh để họ Lý rất là cảm kích cái tấm lòng hào hiệp của tiên nhân, cả hai cùng nhau cúi đầu tạ ơn. "Hai Quỳnh hãy đứng lên đi, không cần phải cảm ơn ta đâu." Đoàn Long lấy làm hổ thẹn vì trước đây chàng đã từng nghi ngại cho Khổng tước. "Hiền đệ à, xin để thứ lỗi cho ta. Ta đệ cô thật là có mắt như mù, lại còn nở ra tay làm tổn thương đệ nữa chứ. Ta thật đáng chết mà." "Kiền huynh, đệ không trách huynh đâu, là lỗi ở đệ đã không cho huynh biết về thân phận thật của mình. Huynh đừng tự trách mình mà. Nè, để tôi ta và ca ca về kinh thành có được không chứ?" Đoàn Lâm vừa nói là vừa níu lấy tay của Tình Lan. Đệ giáng trần chỉ vì mục đích hàng yêu phục ma, về non giặc đá để có thể hỗ trợ tiên tử về đô. Về đô giặc đá để bảo vệ long mạch cho nước Việt này, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, đã đến lúc đệ cũng phải đi rồi. Khổng tức khẽ cầm lấy tay của Long Quỳnh đẩy nhẹ xa ra, đôi mắt trừng trừng ngấn lệ. "Tại sao chứ? Tại sao người già tiên không thể nào qua hở? Tại sao hả?" "Y trời đã định rồi, Quỳnh có cưỡng cầu cũng sẽ vô ích mà thôi. Đệ phải đi rồi." Hoàng phi và Khổng tước thoát cái đã quá thành chim mà bay phụt đi. Năm 1010, Lý Công Uẩn, tức là Lý Thái Tổ, về đô về Đại La. Nước Đại Việt phát triển hưng thịnh từ đó, dùng đất định đô trù phú với hệ thống sông ngòi và ao hồ đã tạo nên đồng bằng Bắc Bộ trù phú. Tương truyền, nơi mà Khổng tước giáng những cái đòn mạnh xuống mặt đất đã tạo nên hàng trăm hồ nước ngọt lớn nhỏ khác nhau. Chẳng bao lâu, ở trên bầu trời thành Đại La xuất hiện một con rồng bay. Hoàng đế đã ban chỉ đổi tên Đại La thành Thăng Long.
như là cái biểu tượng của con rồng Đại Việt, Thăng Long Hà Nội, 1000 năm văn hiến tồn tại cho đến tận ngày nay. Con rồng bay đó chính là Thăng Long Đại Tiên giáng trần và được tiên Khổng Tước vượt qua cửu trùng thiên để có thể về lại thiên đình. Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khổng Tước ủ dục buồn trầu, ngõ mắt mà trông về thành Đại La, thường nhớ đoàn lòng vô ngần. Còn cái nỗi đau khổ nào, nó lại dày xé cái cõi lòng hơn khi mà tan nàng xẻ nghé. Đang yêu đương nồng thắm, trời bắt phải lìa đôi. Bỗng nhiên từ đâu sóng chớp lại ầm ầm kéo đến, mưa như trút nước. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một con rồng bay lượn, Thăng Long Đại Tiên đã giáng trần. Đoàn long thúc ngựa như bay lao đi ở trong mưa gió bão bùng mà tiến về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Đến khi mà người không thể nào đi được thì chạy lại xuống ngựa mà trèo đèo vượt non, không quản gian nan mà leo lên những cái đỉnh núi. Đôi tay của chàng đã dập nát đa sợi hiểm nguy để cày xéo da thịt, chàng vẫn là cố leo lên cho bằng được. Mưa như trút nước tạo thành thác lũ cuốn ào ào từ trên đỉnh núi xuống. Đôi lần trượt ngã nhưng mà chàng vẫn đành phải không hề chùn bước. Miệng của chàng gọi tên của Khổng Tước: Long Quân à, Quân mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm đó. Khổng Tước à, để đừng bỏ ta. Từ trên đỉnh núi, từ trên không trung, con rồng bay thốt lên tiếng người. Đại Tiên hối thúc Khổng Tước: Tiểu Tiên à, mau theo ta về thiên đình. Đến giờ phút cuối lại luyến lưu mà không nỡ rời xa, Khổng Tước đau đớn tựa như đứt từng đoạn ruột. Chàng đành phải phóng lên trên lưng của con rồng, đoàn lòng trượt chân mà té ngã xuống rơi xuống vực. À! Từ trên lưng của rồng, Khổng Tước không một chút do dự mà bay xuống ôm lấy chàng. Đoạn mà hai người đóng chặt môi của nhau, hôn nhau thắm thiết trong lúc mà bay lên trên đỉnh núi. Long Quân à, để yêu Quân, ta cũng yêu đệ. Đệ đừng rời xa ta nữa, có được không chứ? Đại Tiên gọi vàng: Tiểu Tiên, mau mau theo ta trở về thiên đình. Khổng Tước buông tình lan ra: Quân hãy bảo trọng đi. Chàng lên trên lưng của rồng mà cứ hướng mắt nhìn xuống trần gian. Còn rồng lẫn vào trong mây biến mất, con chim hoàng phi bay đến, thoát cái đã quá thân thành người. Long Quân à, Quân hãy trở về kinh thành đi, đệ sẽ đưa Quân xuống núi. Ta không cần, ta sẽ chờ hiền đệ của ta, ta sẽ chờ mãi không thôi. Không thể nào can dự được chàng, chim hoàng phi cũng đành phải bay đi mất. Ngày nào đoàn long cũng kêu gọi tên của Khổng Tước, nuôi Nghĩa Lĩnh cao thấu trời xanh, chàng hờn trách ông trời đã chia cắt tình duyên của chàng. Ngày nào chàng cũng mắng nhiếc: Ngọc Hoàng Đại Đế à, Dư Mẫu nương nương, tại sao người lại nhẫn tâm chia cắt tình duyên của chúng tôi chứ? Hai người đúng là đồ không có trái tim. Nhân gian có tình, nhân gian có tình yêu, tại sao các người nhẫn tâm chối bỏ chứ? Ai nằm thì đã sao nào, tiên nhân thì đã sao, tại sao các người lại chia cắt chúng tôi? Mây đen kéo đến ùng ùng, sấm chớp nổi lên, đất trời linh đạo tựa như là đang rất phẫn nộ. Đánh đi, ông có giỏi thì đánh chết tôi đi, đánh đi. Đoàn Long vẫn là không hề sợ hãi. Tại điện Linh Tiêu của Ngọc Hoàng Bảo Điện, Phong Bà Bà, Lôi Chân Tử và Quán Vũ đang bái kiến Ngọc Hoàng. Dạ bẩm Ngọc Đế, chúng ta đã làm mưa làm gió tạo sấm sét, nhưng mà cái tên Lý Đoàn Long kia vẫn cứ khi quân phạm thượng, mạo phạm thiên đình. Ngọc Hoàng vỗ bàn phẫn nộ: Phạm nhân to gan, không trừ trị hắn ta, hắn còn biết sợ mà. Lôi Chân Tử à, lập tức đánh chết hắn ta cho ta. Bỗng từ ngoài Nam Thiên Môn
Thiên Lý Nhạn và Thuận Phong Nhị đẹp tức tốc vào trong để ý kiến. Và khởi máu một đế, Âu Cơ Thánh Mẫu hạ đáo. Ngọc Hoàng lấy làm ngạc nhiên, Âu Cơ Thánh Mẫu vốn chỉ là bậc tiên thánh ở trên thiên đình này, ai ai cũng là phải kính nể. Lần này bà đích thân hạ đáo, chắc là cũng có nhiều tâm ý. Thanh Mẫu gia đáo, trẫm đây không kịp kinh đón, mong Thanh Mẫu hãy lượng thứ. Vừa rồi tay đi ngang qua dãy đứa ba gì, nghe được tiếng khóc ai oán của một nam nhân phàm gian, luôn miệng mạo phạm thiên đình, không biết đây vì cớ sự gì, xin Ngọc Đế hãy cho ta được rõ đi. Thanh Mẫu không biết đó thôi, nam nhân này họ Lý, tên là Đoàn Long, đã đồng lòng đem yêu người tiên giới. Hắn ta lại còn ngoan cô phạm thượng, dám xem trời bằng dung. Ông cai quản thiên đình hạ giới, vậy mà vừa rồi ta lại còn nghe ông ra lệnh lôi trấn tự đánh chết hắn ta đó. Đúng là cơ mạng người như cỏ rác mà. Xin Thanh Mẫu bất giận, trẫm chỉ là theo lệnh của thiên pháp mà làm thôi. Tiên phạm không thể nào kết hợp được, đó chính là thiên điều. Từ thời khai thiên lập địa cho đến tận đây. Thanh Mẫu cười uy nghiêm. Thôi được rồi, vậy Khổng Tước Tiểu Thiên đã vi phạm thiên điều, tại sao ông lại không để hắn ta xuống hạ giới làm người phạm gian? Tại sao lại để cho nhân gian ai oán thiên đình chứ? Điều này á, Khổng Tước Tiên đã có công khai thiên lập quốc, phò trợ thiên tử, hàng yêu phục ma. Ông không ban thưởng thì thôi đi, đại sao một lần. Người phạm gian có câu nói, ông trời có đức hiếu sinh mà, nhân gian hữu ái. Chẳng lẽ tình cảm của bọn họ vẫn chưa động lòng trời hay sao? Lý Thái Tổ sau khi mà lên ngôi, ông thương dân của mình như con, đại xá cho tù nhân, phát chăn mền cho người nghèo. Chẳng lẽ Ngọc Đế Thiên Đình lại không thể nào sánh bằng thiên tử ở dưới hạ giới hay sao? Điều này Ngọc Hoàng cảm thấy khó xử trước Âu Cơ Thánh Mẫu, nhưng rồi ông cũng phải xóa lệ. Thánh Mẫu Âu Cơ kia chính là quá tinh thông và lý lẽ. Không tức nghe lệnh. Vẫn có Tiểu Tiên. Không tức cúi đầu tiếp chỉ. Ta ra lệnh cho người hạ phàm, nối lại nhân duyên với Lý Đoàn Long, hướng hết dương thọ đến trường gian. Sau khi chết, hai người sẽ được ghi tên trong bản phong thần, làm biểu tượng tình yêu cho các nam nhân luyến ái ở nơi trần gian. Tạ ơn Ngọc Đế khai ân, tạ ơn Âu Cơ Thánh Mẫu. Tập Tiểu Ngư Tinh. Tục thời cá ông, tức là cá voi, là một tín ngưỡng dân gian vùng duyên hải Việt Nam. Dân chả đã xem cá ông là một vị thần tiên đắc lực, phò trợ ở trên biển, giúp đỡ người dân mỗi khi mà thuyền bè gặp sóng gió. Theo lệ thì dân chả ai mà phát hiện được cá voi mắc cạn, tục gọi là ông lụy, thì sẽ có bổn phận chôn cất và để tang. Hàng năm dân làng chọn ngày ông lụy, tức ngày ông cá voi trôi dạt vào trong bờ, làm lễ cúng dỗ theo nghi thức nghinh ông. Cá ông được vua Danh Long sắc phong là Nam Hải đại tướng quân. Ở làng chài Giang Biển, thuộc phủ Diên Khánh, có chàng nho sinh tên gọi là Lâm Kiệt Dương, diện mạo khôi ngô tuấn tú, phong thái nho nhã thanh tao, tuy diện mạo tài ba xuất chúng, thân tướng nam tử cường trang hiếm có, nhưng chàng lại có cái sở thích ái nam, trong phủ các chàng trai đồng trang lứa thường là tìm đến các thanh lâu để vui tử thụ hoặc là dị hoa. Về các cô nương xinh đẹp thì Kiệt Dương nay không mời đến cái chuyện tình cảm nam nữ, chàng chỉ lo học hành, thỉnh thoảng thì ngắm nhìn các chàng trai trúc mã trong vùng. Tuổi đã đôi mươi nhưng mà chàng vẫn chưa có bản tình vắt vai nào cả. Một hôm trong lúc đối ẩm, quả thơ ở trên hòn Gia Lê, chàng nhìn ra cửa đại của Cù Huân, nơi con sông cái đổ ra cửa biển, có vật trôi dạt in như là con người trôi dạt vào trong bờ. Lấy làm hoài nghi, chàng liền lại gần mới hay một con cá voi lụy vào trong bờ đang kỳ sức chờ chết. Tâm tính vốn là hiền lương, yêu quý trăm qua muôn tú, chàng đã mang cá voi thả xuống biển đông. Nhưng thực không ngờ
Còn cá voi mà chàng vừa cứu chính là thái tử dưới đông cung, là tiểu yêu tu luyện ngàn năm. Khi mà chàng vừa quay lưng đi, con cá voi còn đã quá thân thành một nam nhân thanh tú trẻ trung. Chàng trai đứng vững ở trên mặt biển, nhìn theo lưng của ân công thoát cái nhảy ào xuống nước, mang theo niềm cảm kích ghi tạc tận trong lòng. Con cá voi đã hành cấp tém, bị hắc bạch lão yêu bá chủ đông hải là loài cá mập trắng đánh bại. Trong một lần trốn chạy, con cá voi còn đã mất đi yêu khí và lụy trên bờ. Thật là may đã được Kiệt Dương cứu giúp. Theo dòng hải lưu đang cuồn cuộn chảy xiết, người nhì đang thích thu lằn hộp mà đuổi theo cái đàn cá trích. Biển xanh bị biết một màu tựa mây trời. Chẳng mấy khi đại dương lại có một cái ngày bình yên và lãng mạn như thế này. Thế mới hay bỏ nhà lãng phụ vương trốn ra khỏi thủy cung để ngào dù, mới thấy đại dương xinh đẹp muôn màu muôn vẻ. Người nhì vốn là chú cá voi con đừng tuổi trưởng thành, cứ mãi nô đùa chơi trò chơi trốn tìm với đàn cá trích, rồi là chẳng cũng cảm thấy nhàm chán. Người nhì quá thân thành hình người, chàng ngồi trên mặt nước như là người không chút trọng lượng nào cả. Ngồi trên mặt nước mà cứ ngỡ như ngồi trên thảo nguyên. Công lực ngàn năm tu luyện đã khiến cho chàng có đạo hạnh phi thường hiếm có. Không những là như thế, khi mà quá thân thành người, chàng lại có diện mạo khôi ngô tuấn tú, quyến rũ lạ thường. Nếu như các chàng trai đồng trang lứa khác ở dưới thủy cung thì tối ngày trêu ghẹo hóm hít các nàng tiên cá, thì người nhi lại thích các chàng tiên cá nhiều hơn. Bởi người nhi có sở thích luyến ái đồng tính, mặc dù là bị phụ vương mắng nhiếc, nhưng mà bản thân của người nhi vẫn là không hề thay đổi. Chàng bây giờ đã trưởng thành rồi, cứ chơi cái trò chơi năm mười với lũ cá trích trẻ con, xem ra là cũng không còn phù hợp. Chẳng trách là rượt đuổi vài vòng thì lại cảm thấy chán. Hơ nè, ta không chơi với cái người đâu thì lại chán quá đi mà. Bất chợt chàng nhìn ở nơi xa xa có một hàng hòn đảo nhỏ nổi giữa đại dương mênh mông. Nè, kia có một hòn đảo đó, ta sẽ lại đó để coi có gì chơi không. Người nhì chú lặn xuống nước, chỉ nghe bỗng một cái đã không thấy chàng đâu nữa. Chàng lướt đi ở dưới biển nhanh như cắt mà tiến về cái phía hòn đảo nhỏ nhỏ kia. Chàng bám vào một cái hòn đá rồi nhìn lên phía trên. Trên đảo, ngay chỗ cây dừa của hai chàng trai đang âu yếm nhau. Như thực kỳ lạ, ở cái lứa tuổi mới dậy thì như chàng thì tình dục cũng là một đề tài nóng bỏng, tò mò và đáng quan tâm hơn là những cái tin tức thời tiết áp thấp nhiệt đới, hay là những cái con sóng thần mà ngày nào phụ vương cũng nhắc nhở người nhi. Chàng thấy thích thú khi mà thấy hai người đàn ông đang ôm ấp vuốt ve nhau, hai chàng cùng nhau trò chuyện. Nè, huynh thì hấp dẫn quá đi đó, dương vật của huynh đẹp quá đi. Một chàng lấy dang rộng hai cái chân ra, lưng dựa vào trong gốc dừa, đôi mắt của chàng lờ đờ mê dại đi. Hai tay của chàng bấu phiếu xuất xoa đầu của chàng kia. Chàng kia thì bốn mốt cái dương vật hì hục không ngớt. Người nhì cảm thấy trong người của mình nóng trang, tự nhiên là đang bơi ở cái vùng hải lưu nóng. Dương vật trong người của chàng độn lên cương cứng. Lần đầu tiên khi mà thấy cảnh hai chàng trai giao tình với nhau nên chàng không khỏi ngỡ ngàng. Wow, thì ra đây chính là chuyện người lớn sao chứ. Đồng hải thiếu gì người đồng tính, cơ sở phụ dương lại cứ một mực trị chính ta chứ. Hai chàng này quá là sung sướng quá đi. Rồi bỗng nhiên người nhìn thấy nhớ cái anh chàng thư sinh tên gọi Lâm Kiệt Dương. Công ty đã cứu người nhì khi mà chàng bị lụy trôi dạt vào trong bờ trên đất liền. Mà xem ra hai cái anh chàng này đâu có hấp dẫn mà cái chàng thư sinh trên đất liền đã cứu bạn ta đâu chứ. Biết bao giờ mới có duyên gặp lại chàng trai đây. Bỗng nhiên từng đàn hải âu lại bay chạy như ông vỡ tổ, mà đang ồn ồn kéo đến, sóng biển cuộn trào. Từng đàn cá trích hồi cũng là cùng nhau lũ lượt bỏ chạy. Hai cái anh chàng trai trên đảo thấy vậy cũng là ngưng giao tình, thoát cái đã biến thành người cá mà nhảy ùm xuống nước. Thì ra nhìn vị công tử ấy chính là hai chàng tiên cá. Dường như
Một cơn bão quét qua cái khu vực này, người nhì cũng nhanh chóng mà nhảy ầm xuống nước. Thoát cái đang biến thành cá mà bơi lặn xuống cái đáy sông sâu để tránh bão tố. Tiểu ngư cứ đi dọc theo cái con sóng dữ để về thủy cung. Những con chim mồng biển trốn chạy ráo riết, trời đất mù mịt làm mờ cả lối đi. Các nàng cá heo thì cũng đâu có còn ẩm ờ các màn nhào lộn biểu diễn nghệ thuật nữa. Tất cả thì lại cuốn cùng màu bão chạy khỏi cơn bão. Trên mặt biển, chiếc thuyền của ngư dân chồng chành nghiêng ngả tứ hướng. Sóng lớn đánh ầm ầm làm cho con tàu lắc lư dữ dội. Nước biển đang ngập đầy cả khoang. Lâm Kiệt dừng cục với cha tráng giữ chặt lấy cái dây bùm, rồi điều khiển bánh lái để có thể tấp vô trong đảo tránh bão. Nhưng mà đã quá muộn rồi, gió giật dữ dội đã khiến cho cánh bùm bị rách nát đi, xé toạc ra từng mảnh vụn tung bay phất phới ở trong màn đêm. Cha của Kiệt Dương bị gió cuốn bay xuống đất, sức gió mạnh đến mức là cuốn con người bay tựa như chiếc lá khô. Cha của Kiệt Dương rơi xuống biển. Ông đang cố bám lấy cái chiếc thành bùm. Khó khăn lắm, Kiệt Dương mới có thể nắm được tay của cha mình. Một tay chàng ráng bám lấy cục bùm, chàng cố kéo cha của mình lên. Cha, bám chặt tay của con, cha ráng lên. Rồi bỗng nhiên cha của Kiệt Dương la lên một tiếng. Máu từ khắp người của ông phun ra xối xả. Một nửa thân người của ông nằm gọn ở trong hàm của con cá mập trắng hung thần của biển cả. Kiệt Dương đau đớn mà nhìn cha của mình bị cá mập cắn xé toạc ra từng mảnh rồi nuốt chửng vào trong bụng. Cha, cha! Con cá chén no nề thì lặn xuống nước. Kiệt Dương đau đớn khóc là thảm thiết, nhưng mà giữa đại dương mênh mông cuồn cuộn cuồng phong vũ bão thì tiếng kêu của con người lại càng trở nên nhỏ bé hơn. Kiệt Dương đuối sức, cơn sóng mạnh tràn lên trên khoang thuyền, nhấn chìm tất cả mọi thứ xuống dưới tầng đáy đại dương. Trước sức mạnh của thiên tai, biển khơi phẫn nộ, sinh mạng của con người tựa như ngàn chân treo chỉ mạnh. Kiệt Dương thật là cố gắng sức để mà chống chọi với từng đợt sóng hung hăng. Rồi chàng nhìn thấy ở phía xa xa kia những cái vây lưng cá mập trắng nổi lên khắp nơi. Sinh mạng của chàng xem ra chỉ là khó có thể giữ được. Chàng buông xuôi tay trước cái cơn sóng dữ ập đến nhấn chìm chàng. Người nhì cuốn cuồng mà chạy theo cái dòng hải lưu cuồn cuộn ở dưới lòng biển, dường như chàng cũng chẳng còn thấy bầu trời đâu cả rồi. Nghĩ lại cũng chỉ là chóng nhoáng thiệt mà. Mới canh giờ trước thôi, mặt biển còn bình lặng, bầu trời còn trong xanh, một cái áng mây đen. Thế mà bây giờ đây, chớp một cái trời đã tối đen như mực, nước thì đổ ầm ầm ở trên mặt biển. Dưới lòng sông, chàng thấy loang thoang cái bóng dáng của một con người, thân thể cường tráng, to cao, thì cũng có thể đoán được chính là nam nhân. Lâm Kiệt Dương đã bất tỉnh từ lúc nào? Chàng đang chìm xuống tận đáy đại dương, như lúc mà đang trốn chạy khỏi giông bão. Thế mà người nhì cũng không một chút do dự cứu lấy nam nhân kia. Chàng đã quá tình người, ôm lấy Kiệt Dương mà đưa lên trên mặt nước. Khi nhận ra chính là Kiệt Dương, người nhì vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì lại không ngờ lại có duyên gặp lại ân công của mình. Lo vì không biết là Kiệt Dương chàng sống chết ra sao. Lại câu sao? Chẳng có thời giờ để mà ngửi si trước cái thiên tai ập đến. Người nhì ôm chặt lấy chàng mà phóng vọt lên trên không trung. Cơn sóng hung hăng kéo nước dựng đứng tự như thanh lũy cao chừng 10 trượng, đập mạnh mà giáng xuống một sức mạnh của tử thần. Nếu như người nhì không dùng yêu pháp mà bay vụt lên trên cao thoát khỏi cơn sóng kia thì tai họa quả thật là khó lường. Chàng phi thân đập lên trên mặt nước biển mà bay như là chim hải âu. Chẳng mấy chốc chàng đã đến được một hòn đảo. Người nhì bay lướt qua hòn đảo. Nè, trong này có một cái động trời, ta đưa chàng vào trong trú bão. Người nhì sải tay dang rộng hướng về phía của động trời, nhanh như cắt bay vụt vào trong động. Người nhì đặt Kiệt Dương lên trên một cái thạch bàn rộng lớn. Chàng đưa tay lên trên mũi xem thử là Kiệt Dương còn tới hay là không. Chàng dừng thuốc. Hả?
ân công đã thất thở rồi. Người nhì đã áp cái lòng bàn tay lên trên lồng ngực của Kiệt Như, chàng cảm nhận được tâm mạnh vẫn là còn đập yếu ớt. Chàng mừng rỡ nói: tâm mạnh vẫn còn, ân công của ta chưa chết mà, ta phải tiếp hơi cho ân công. Nói xong, người nhì không người xuống, chàng đặt lên trên môi của ân công một nụ hôn nồng cháy. Từng luồng hơi thở của chàng tựa như mang theo một luồng pháp thuật sáng trực truyền qua cho Kiệt Dương. Kiệt Dương đã thở lại được rồi, lòng ngực của chàng từ từ phập phồng. Người như hôm nay mới tận mắt chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp quyến rũ đáng yêu của chàng trai phàm gian này. Nét son môi đỏ ửng, mài ngạc quân tử diễm tuyệt muôn phần. Lòng ngực của chàng vạm vỡ, nhấp nhô uốn lượn cuồn cuộn tựa như sóng nước Đông Hải. Người như chợt thấy loang toang ở trong đầu của mình hình ảnh của hai chàng trai hồi chiều giao tình ở trên đảo. Trái tim của chàng như muốn vỡ tung ra. Cái nữ tuổi thanh xuân như Ngư Nhi chưa một lần cảm thụ cái niềm khoan lạc của trần tế thì cũng nghĩ gợi rất là nhiều về tình dục. Chàng cũng lại không có tề bạc đến mức là lợi dụng ân công đang lâm nạn mà giở trò sàm sỡ. Ngư Nhi chỉ có thể đặt nhẹ vào trong bờ môi của Kiệt Dương một nụ hôn thuần khiết nhất mà thôi. Trong động trời khá rộng, trong hốc của một ngọn núi, những cái luồng gió biển hùng dữ nó cứ ầm ầm thổi vào trong hang động. Những luồng cá rồi những luồng cuồng phong len lỏi thổi vào các khe đá phát ra âm thanh nghe tợi như tiếng sáo diều. Sóng đánh ầm ầm đưa nước biển tràn vào trong cửa hang. Người như dùng phép thuật di dời những cái tảng đá thật lớn để hòng chặn dòng nước biển. Trên bàn thạch Kiệt Dương vẫn cứ nằm bất tỉnh, mạch quý của chàng đã được thông, nhưng mà nhất thời sức lực cạn kiệt do chống chọi với bão dữ nên chàng vẫn chưa hồi phục. Người của chàng lạnh run, chàng chân tay tím thắt lại. Người nhìn gồm củi khô lại, chàng chỉ tay hôn một cái, tức thời ngọn lửa lập tức bùng cháy. Kiệt Dương trôi nổi giữa đại dương mênh mông, chàng nhìn thấy một lão tiền bối kêu cứu giữa cơn sóng dữ. Chàng bơi lại gần, nhận ra cha của mình, chàng gọi to lên: cha, cha. Chàng đưa tay nắm lấy tay của cha mình. Bất ngờ từ đầu một con cá mập trồi lên từ trong lòng biển, nó hạ cái hàm rộng lớn tắt đứt đuôi cha của chàng ra. Cha, cha. Chàng hốt hoảng kêu gào. Chàng giật bắn người tỉnh dậy, mới hay là mình đang trải qua một cơn ác mộng. Cái chết thảm thiết của người cha lại hiện về ở trong mơ. Đôi mắt của chàng vẫn là còn trừng trừng một nỗi đau, dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt. Chàng không sao chứ? Người nhì hỏi. Đây là âm phủ sao? Kiệt Dương vẫn chưa có tin rằng mình đã được cứu. Không, đây chính là động trời trên đảo, người nhì đáp. Động trời sao? Da mặt của Kiệt Dương vẫn là còn bàng hoàng nghi ngại. Phải, là để đã cứu huynh. Nghe đến đây thì Kiệt Dương vô cùng xúc động, chàng đành phải nhanh chân bước xuống thạch bàn. Ta thư sinh thật cha ra cười lầm nạn giữa đại dương, nay nhờ ân công cứu giúp, hoàn cảnh cơ hàng không có gì báo đáp, một lại này xin ân công nhận cho. Kiệt Dương cua xuống lại ở dưới chân của người nhỉ. Kìa chàng à, chàng mau đứng dậy đi, sinh mạng của ta cũng là do chàng cứu đó. Nay thì thi ơn có gì báo đáp, huynh hạ tức là phải đảnh lễ chi cho khách khí chứ. Người nhì vừa nói lại vừa dìu Kiệt Dương đứng dậy. Kiệt Dương lấy làm khó hiểu vì chàng chưa hề gặp nam nhân kia, sao lại nói là thi ân này có việc báo đáp chứ. Lẽ nào một vị công tử khôi ngô tuấn tú như thế mà Kiệt Dương lại không một chút ấn tượng nào hay sao chứ? Nè, huynh đã từng của bạn đời à, sao huynh lại không nhớ chút gì cả chứ? Ta đây chỉ là mới gặp đại lần đầu tiên mà. Kiệt Dương cảm thấy làm khó hiểu. Người nhì lúng ta lúng túng, xem chút nữa là thân phận yêu tinh của mình đã bị bại lộ rồi. May mà Kiệt Dương cũng đã không thể nào ngờ cá voi lại có thể tu luyện ngàn năm trở thành người. Không, ý của đệ là huynh hà tất gì phải khách khí chứ. Đệ thiêu cho huynh thì sau này có dịp huynh cứ báp đáp lại thôi. Kiệt Dương nói với một cái vẻ chính khí hào hán ngất trời. Ơn của bạn của đệ ta xin ghi chặt ở trong lòng, sau này có việc nhờ ta
Cho dù là có lên núi sao, lên núi đào, xuống chân dầu, ta cũng không ngại. Người Nhi cười bông đùa. Nè, quy lệ quá khách khi đi rồi đó. Nhưng lúc mà Kiệt Dương không để mắt, người Nhi thấy pháp chỉ xuống cái dòng suối ngầm ở dưới khe đá. Bỗng nhiên, mặt suối lạnh như băng, lại bốc lên những cái hơi nước nóng. À, quên à, bên kia có dòng suối nóng đó. Hay là quên tay quần áo xuống ngầm mình cho ấm đi. Nè, để thấy sắc mặt quên còn xấu lắm đó. Phòng hài độc khi giờ lên chưa đẩy lùi, quên mau xuống đó đi. Kiệt Dương quay đầu nhìn về cái phía khe đá. Ủa, ở đây có suối nước nóng à? Phải, dòng nước bạch này chảy qua núi đá dồi, làm nước ấm lên. Quỳnh á, hãy mau ngâm mình, sẽ có thể đẩy lùi được phong hàn. Tiện thể đây sẽ hơi lửa làm khô lại quần áo cho Quỳnh. Nè, Quỳnh định sẽ ăn mặc ấm ướt như thế này hay sao chứ? Kiệt nhìn thấy chàng nói rất là chi lý, nên không còn cách nào là phải nghe theo. Vì chàng đang lạnh cóng và run rẩy từng cơn. Mặc dù là vậy, chàng vẫn cảm thấy ngại ngùng. Chàng khép nép, tôi nép qua một bên tảng đá, cởi quần áo ra, rồi đưa quần áo ra ngoài. Người Nhi cầm lấy, chàng quay lưng đi, rồi kẻ mỉm cười. Kiệt Dương khỏa thân, chàng ngâm mình ở dòng nước ấm. Khói sương bốc lên, lan tỏa trên từng thớ thịt, mà khiến cho nhan sắc của nam nhân này càng thêm muôn phần gợi cảm. Diễm tuyệt, tựa như một bức tranh sơn thủy sống động. Chàng vuốt ve có đôi chân trụ nam tử vững chãi từ những cột đình, đôi ngọc nam châu mà tàu hoa chỉ ban cho phái nam ở dưới làn nước trong vắt, nhìn càng làm sao đắm lòng người. Kiệt Dương xoa rửa nhẹ nhẹ cái dương vật của mình, một cảm giác va chạm cọ sát vào trong cái vật đàn ông của một chàng trai đường tuổi xuân thời, khiến cho nó màu trong nở to ra dài thêm mấy phần hấp dẫn. Đầu khất lộ lộ trong, nó đẹp đẽ đến vô ngần. Sóng nước lăn tăn vuốt ve mừng trên thân thể đẹp đẽ của chàng, thôi là khiến cho người ta là phải đem lòng ganh tị với nó. Ở bên ngọn lửa bập bùng, người Nhi ngồi hôi quần áo cho Kiệt Dương. Với yêu pháp ngàn năm, chỉ cần đưa tay thí pháp một cái thôi là cái đống quần áo khô ngay. Thế mà chàng cứ phải nhọc trong từ ngồi hơi lửa. Ngọn cô phong lùa vào trong hang động, thổi vào trong người, nghe cô còn xe thắt cả cõi lòng. Hình ảnh hai chàng tiên cá giao tình lại hiện về trong đầu của Ngư Nhi. Cái cảm giác tò mò muốn khám phá, cái cảm xúc tình dục đầu đời, khiến cho chàng cứ rào rực mơ tưởng. Cầm lấy cái chiếc khô bé nhỏ của Kiệt Nhựa trên tay, chàng đưa lên trên mũi của mình ngửi ngửi. Cái mùi nồng nàn từ trong vùng kín của đàn ông còn vương lưu ở trên cái thơ vải, khiến cho chàng nghe ngất. Chàng mỉm cười thật là tươi, rồi bạn lạng đứng dậy. Chàng chỉ tay hôn một cái, tức thời quần áo khô ngay lập tức. Người Nhi ra ngoài để nghe ngóng tình hình giông bão. Một đêm giông tố nổi loạn bây giờ đã không còn nữa rồi. Bên ngoài cơn bão đã đi qua, mọi thứ dường như đã có thể lấy lại được sự bình yên. Bầu trời đã trở nên trong xanh mát mẻ chưa từng thấy. Sau cơn mưa, mọi thứ lại trở nên sáng lạng. Cỏ cây được gội rửa như đã qua một kỳ thay lá mới xanh mướt. Bất chợt, chàng nhìn ra khơi xa, một luồng nước như có sức mạnh yêu ký chẻ đôi phun trào lên trên mặt biển. Người Nhi nhìn thấy cái vây lưng cá mập trắng đang lướt đi tự như vũ bão tiến về phía hòn đảo. Chàng thốt lên: là Hắc Bạch Lão Yêu, không xong rồi. Cá mập trắng phóng từ dưới lòng biển lên trên mặt nước, thoát cái đã quá thành một Hắc Bạch Lão Yêu nhào lộn trên không lướt đi. Người Nhi cũng kịp nhanh chân mà quay bay vào trong động trời. Chàng phất tay dùng pháp thuật dời các tảng đá lớn chặn lấp cửa đông, nhằm có thể cản cái đường tiến của Hắc Bạch Lão Yêu. Chàng gọi hối hả: Dương Quân à, nhanh lên! Kiệt Dương vẫn cứ đắm mình ở dưới làn nước suối nóng sau vách đá mà chẳng hề hề biết cái mối đe dọa từ Hắc Bạch Lão Yêu. Chàng phải đợi chàng lên bờ. Người Nhi nhanh chóng kéo lấy cái bộ quần áo trên sào, rồi chạy về phía Kiệt Dương. Nè, Quỳnh mau mặc vào đi. Thân thể bị nhìn thấy, chàng mắc cỡ thẹn thùng vô cùng, nhưng chẳng có thời gian để cho những cái cảm xúc rung động, vì mối nguy hiểm dường như đang đến rất là gần. Người Nhi hối thúc Kiệt Dương mặc quần áo vào,
rồi lại kéo tay của chàng đi. Mau đi theo đệ đi. Đã, có chuyện gì thế? Kiệt Dương cảm thấy lấy làm khó hiểu. Không có nhiều thời gian đâu. Nè, Quỳnh Mau đi theo đệ đi. Người nhì lôi các Kiệt Dương chạy nhanh vào trong hang động. Cả hai tiếng sầu vào trong cái cơ quan tăm tối nhằm có thể lẫn trốn. Có tiếng động của bước chân người phát ra làm cho đàn chơi bị náo động mà bay ào ào ra ngoài tự như ông vỡ tổ. Hắc Bạch lão yêu đạp trên một phiến đá rồi nhào một cái đạp xuống ngay cửa hàng. Lão cười cười tặc lưỡi. Con tiểu người tình còn muốn chạy sao? Lão chưởng một cái làm cho các tảng đá của cửa hàng nổ tung ra, mảnh vụn đá thạch bay tứ hướng. Cửa hàng đã bị lão ta phá vỡ, một đàn dơ từ trong động bay ra ào ào. Lão yêu bẹt thẳng vào trong hang nhưng mà chẳng thấy ai đâu cả. Lão đưa cái đôi mắt hung tợn quan sát khắp nơi, bếp lửa vẫn cứ là còn cháy bập bùng. Bỏ trời khỏi đây chưa chắc đã lâu đâu, lão yêu tự nói một mình. Theo hương của những con dơ bay ra, lão yêu đi sâu vào trong cơ quan. Theo cái lối hàng sầu, người như cứ kéo Kiệt Dương chạy. Đến mỗi cửa hàng, chàng đều quay đầu lại kín đáo mà thi pháp tạo ra một luồng hào quang chặn các lối đi. Nhưng pháp thực của người nhì không hề chặn được bước tiến của lão yêu. Một cái vận pháp nửa phần công lực thôi cũng đủ phá vỡ đi cái luồng pháp thuật thấp kém kia. Lão yêu nói với một cái giọng kiêu ngạo. Pháp thuật của người có thể cản được ta sao? Ngươi xem thường ta quá mức rồi đó. Lão yêu phá tan đi cái luồng pháp khí của người nhi. Lão yêu lại tiếp tục truy đuổi người nhi và Kiệt Dương. Kiệt Dương cứ bị người nhi lôi kéo chạy đi mà không hề biết nguyên nhân tại làm sao. Chạy được một quãng đường thì chàng khá mệt. Chàng phú cái lồng ngực và thở khi khục gấp gáp. Nè, mình mệt quá rồi, mình nghỉ một lát cái đã. Nè, không kịp gì nữa không? Nếu như không thoát ra khỏi đây, e rằng là chúng ta có thể không bảo toàn được tính mạng đó. Người nhìn ra sức thúc giục. Nè, nhưng mà để phải nói cho ta biết là chuyện đã xảy ra chứ. Chưa kịp trả lời thì Kiệt Dương và người nhìn nghe một cái tiếng nổ công phá rất là lớn, làm cho cả hai giật mình. Đi mau! Người nhìn lại chạy rồi kéo tay của Kiệt Dương chạy theo. Cho đến khi mà vô sâu thuốc trong cơ quan thì mới hay rằng cái động trời này không có lối thông ra bên ngoài. Cả hai đã vô phải hang cùng ngõ hẹp rồi. Trước cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan khiến cho người nhì lúng ta lúng túng vô cùng, hồn tình của đại dương Hắc Bạch lão yêu đang ở trên đường đuổi tới. Chẳng lẽ lại khoanh tay chờ chết hay sao chứ? Người nhì giơ tay rồi chấm xuống cái dòng suối ngầm chảy đang ở dưới khe đá kia. Chàng đưa một ít nước suối lên trên miệng nếm thử, thấy có cái vị mặn của nước biển thì chàng mừng rỡ. Nè, là xuống ngầm thông ra biển đó. Một tiếng nổ thứ hai lại phát ra, Hắc Bạch lão yêu phá vỡ hết cái yêu pháp của người nhì đang bay vụt tới. Thôi để đi. Người nhì nắm lấy tay của Kiệt Dương nhảy xuống dòng suối. Hắc Bạch lão yêu vừa đến thì chẳng có thấy bóng dáng của ai cả. Thật kỳ lạ mà. Chẳng lẽ động trời lại có lối đi khác hay sao chứ? Bọn họ có thể trốn đi đâu chứ? Được, thế thì ta đây sẽ cho các người vui thể nơi đây. Lão yêu bỏ đi nhưng mà vẫn cứ quyết chí sát hại người nhì cho tới tận cùng. Lão điên cuồng vẫn pháp phá tan cái động trời. Các cua trượng giáng xuống mạnh mẽ làm cho đất đá nổ tung đổ xuống ầm ầm lấp hết cửa ra vào. Khó có ai ở trong mà có thể sống sót được trước pháp lực cao thâm của lão. Nhưng mà lão yêu thực không ngờ rằng cái dòng suối kia chảy thông ra biển lại chính là lối thoát duy nhất ra ngoài. Người nhì và Kiệt Dương cả hai cùng nhau lặn xuống ở dưới đáy nước, len lỏi đi theo cái hướng dòng nước mà bơi đi. Còn suối ngầm này chảy thông ra biển len lỏi ở dưới đáy cái chân núi đá vôi. Chiều dài âm thông ra biển rất là dài, người thường cho dù có khả năng lặn dở cách mấy cũng là không thể nào lặn qua hết được cái dòng suối này. Chị em chưa đi ra được ở ngoài biển thì cũng đã tắt thở chết ở dưới mạch đất ngầm này rồi.
Người nhì chính là cá tu luyện thành người, thì cậu nói làm gì đi, Kiệt Dương là phàm nhân, làm sao có thể nên lỡ được lâu được chứ. Chàng Kiệt sẽ chơi vơi ở dưới đáy nước. Người nhì thấy như vậy thì ôm chặt lấy chàng ta. Người nhì đâm chặt lấy môi của Kiệt Dương, truyền ra một cái hơi thở tiếp sức cho chàng. Cái va chạm môi với lưỡi của đàn ông đã khiến cho cả hai nảy sinh ra một nguồn cảm xúc. Tiểu người nhì và Kiệt Dương chẳng mấy chốc đã tàu thoát lên trên một hòn đảo nhỏ. Hai anh chàng nằm sải dài ở trên bãi cát, thở phào nhẹ nhõm. Bên dưới là những bông hoa muống biển nở tím cả một hòn đảo. Chúng đua nhau mọc lan ra biển và quấn quýt vào nhau như hai con người. Kiệt Dương trở người, anh choàng tay qua ôm ngang ngực của người nhì. Anh chàng thư sinh ban tặng cho người nhì một nụ hôn chích đất nồng cháy giữa đại dương mênh mông. Các chú chim mồng biển cũng rất là cao hứng, cất tiếng reo hò cổ vũ cho hạnh phúc giao thoa ngọt ngào của hai chàng trai ở trên đảo. Khung cảnh làm tình thực ra sinh động, nó tựa như lạc vào trong trốn bồng lai tiên đảo. Hai thân thể trần trụi quyện vào nhau ở trong những cái nhịp co duỗi nhịp nhàng. Chàng thư sinh chất nước chất liệm ở trên thân thể của người nhi trong giây phút tăng qua của dục tình. Người nhi cũng kịp hưởng thụ cái cảm giác luyến ái quan lạc của người phàm. Những tuần tế ngọt ngào của chàng cũng là phóng ra ướt sũng cả thân thể. Kiệt Dương chìm vào trong giấc ngủ say. Sau đó cũng là lúc từ phía xa xa kia, nơi biển nước mây trời giao nhau, xuất hiện một chiếc cầu vòm thức sắc lấp lánh, mặt biển như rẽ đôi, bọt nước bắn ra tung tóe. Một vị thần trong chiếc áo choàng bào đi lên từ dưới đáy đại dương. Người như nhận ra đó chính là cha của mình, là một loài cá ông. Nó vốn được chúa Nguyễn phát sắc phong là Nam Hải đại tướng quân, là vị thần trấn hải bảo vệ ngư dân trong những cơn bão nổi hung dữ. Đại tướng quân phút chốc đã lên được đến hòn đảo. Người nhảy bỏ lại Kiệt Dương nằm ngủ bất giác ở trên bãi cát, chàng chạy ra để tiếp giá cha của mình. Nghịch tử, hãy mau theo ta về đại dương. Con có biết rằng cha đi kiếm con khổ sở lắm không? Nếu như không có bài tiểu trích người gì, ta là cũng không cho được tìm được con ở trong cái đảo động trời phạm nữa. Đàn bà đại tướng quân dùng cái cây đinh ba phóng ra một luồng pháp thuật đánh đòn người nhi. Chàng không tài nào mà chịu đựng nổi gia pháp cho cha, nhưng mà cũng không có cách nào để có thể chống lại công lực của cha. Cũng may cho người nhi là đại tướng quân chỉ đánh có vài trường thôi, để có thể dạy dỗ đứa con trai mà ngài cho là đại nghịch bất đạo, cả gan dám đứng ái người phàm. Lần này ta chỉ trừng phạt nhẹ thôi, nếu lần sau con còn tái phạm, ta sẽ trừng phạt con nặng hơn, lập tức theo ta trở về. Người nhì nhìn Kiệt Dương mà không nỡ dứt tình, lẽ nào ta sẽ rời xa chàng hay sao chứ? Duyên phận của chúng ta ngắn ngủi chỉ như thế thôi ư? Lòng của chàng tựa như một mối tơ dò, gia pháp của cha chàng không thể nào chống lại, chỉ còn có cách cầu xin cha của mình thôi. Cha, nhưng mà Kiệt Dương chàng ta đang gặp nguy biến đó, làm sao con có thể bỏ chàng ở nơi đã quay được hết cha? Làm sao chàng có thể về lại đất liền được chứ? Tương quân nghiêm nghị rồi trấn thân lại. Điều này con khó phải lo đi. Đại tướng quân chỉ cái kinh ba xuống đất, ngay lập tức một chiếc thuyền xuất hiện rồi neo đậu sẵn ở trên bãi biển. Dùng tướng quân nắm tay con trai rẽ sóng đi mất, để lại cho Kiệt như một chiếc thuyền. Khi mà chàng tỉnh dậy thì đã không còn thấy người như đâu nữa. Kiệt Dương đi tìm khắp cái hòn đảo, kêu gọi tên của người tình, nhưng chỉ có tiếng sóng biển trả lời. Kiệt Dương nhìn thấy một con cá trích quá thân thành người đi lên từ dưới lòng nước. Chàng quá bất ngờ và cứ ngỡ là có loại yêu quái sẽ định hãm hại mình. Nhưng xem ra chàng trai tâm tính lương thiện, không có cái biểu hiện gì của người xấu cả. Người được tìm kiếm huynh ấy chỉ chưa hoài công. Người nhi huynh đã trở về Thúy Cung cùng với Nam Hải đại tướng quân rồi. Trở về Thúy Cung sao? Sao có thể như thế chứ? Kiệt Dương tỏ ra một cái nét mặt nghi ngờ.
Phải, Quỳnh ấy chính là loài cá voi hấp thụ nhật nguyệt tinh quang, đồng hải mà chuyển thành người đó. Đại tướng quân đã đến đây bắt Quỳnh ấy về rồi. Người đó đừng có chờ đợi, chỉ tìm hoài công mà thôi. Đây chính là chiếc thuyền của đại tướng quân dành cho ngươi. Hãy mau chóng rơi vào đất liền trước khi cơn bão thứ hai sắp kéo đến. Chàng trai nói xong thì cũng trở về biển. Dưới tuy cùng, tiểu ngư nhị bị phụ vương nhốt ở trong thạch động. Những con rồng biển chắc chắn như dây mây quấn ngang quanh thân của chàng, siết chặt vào trong phiến đá. Nam hải đại tướng quân đã thí vào trong cả đám rồng biển một luồng khí pháp, khiến cho công lực của ngư nhi bị khống chế. Những bong bóng hơi nó cứ liên tục nổi lên từ những phiến đá thủy phủ đầy rêu tảo. Đứng gác ở ngoài hang động chính là Bình Tôm và Tướng Cá. Một con cá trích từ đảo bơi đến, xong ra cửa hàng phút chốc đã quá thành người. Tiểu Trích nói với người nhi: Người nhi Quỳnh à, Quỳnh yên tâm đi, Kiệt Dương đã rời khỏi cái hàng đảo này, đang trên đường mà trở về đất liền đó. Còn cá trích dùng một cái tí đảo hạnh ngàn năm hô một cái, biển ra chiếc kính soi dạng giật rồi. Người nhi, chàng có thể nhìn thấy tình làng của mình. Chàng nhìn thấy ở trên mặt biển là một chiếc thuyền bờm. Chàng trai có diện mạo phi thường đã cứu chàng trong lúc sóng to gió lớn. Trên mặt biển bất ngờ có một cái luồng yêu khí dị thường bốc lên. Một nam nhân bất tỉnh nằm sấp ôm lấy một khúc cây tro bồng bềnh ở dưới đại dương. Kiệt Dương không một chút do dự, chàng là vô nhẹ ôm xuống nước để cứu lấy mạng của chàng trai bị nạn kia. Xem đến đây, người như dịch thốt mình. Chàng dùng pháp thuật để chiếu ngang cái đôi mắt của mình. Đôi mắt ánh lên một luồng yêu khí, khiến cho chàng nhìn ra chân tướng của cái con yêu tinh giả dạng kia. Kiệt Dương không một chút ngờ vực. Thôi nguy rồi, Tiểu Trích đệ đệ à, Kiệt Dương sắp gặp nguy hiểm đó. Đệ mau thả ta ra đi, để ta có thể đi cứu Kiệt Dương. Tiểu Trích thêm phần bối rối: Nè, đệ không dám cứu huynh đâu, đại tướng quân sẽ giáng tội đó. Đệ không gánh vác nổi đâu. Hơn nữa, đệ cũng lại không thể nào phá vỡ đi pháp thuật của cha huynh được. Người nhì nghe như thế thì chàng cũng chẳng hề nào núng. Chàng bày kế sách cho Tiểu Trích: Nè, lại đây, ở phía sau Đông Hải có cây đình hải tần châm đó. Đệ chỉ cần dùng tí công lực mà xoay chuyển một vòng thôi thì pháp thuật của cha sẽ được giải trừ. Quỳnh hứa sau khi mà cứu được Kiệt Dương sẽ trở về nhanh chóng, không làm lưu lị đại đâu. Tiểu Trích do dự đôi lát, nhưng rồi cuối cùng cũng đánh liều một phen. Người nhì được giải thoát ngay tức khắc. Nam nhân bị nạn dưới biển khơi đã nhanh chóng hồi tỉnh khi mà được Kiệt Dương cứu vớt. Nam nhân đẹp đẽ khôi ngô kia vốn dĩ chính là hiện thân của con yêu tinh hắc bạch lão yêu. Nó dùng yêu pháp che mắt người phàm để có thể tiếp cận hồng dụ người nhi xuất hiện. Đôi mắt của chàng trai bỗng nhiên lại ánh lên một luồng tà khí. Nó bung cái hàm răng sắc nhọn lao tới định đớp lấy Kiệt Dương, thì từ dưới lòng biển phóng lên những cái làn nước cực mạnh để con yêu nghiệt văng ra xa. Những con sóng xoáy vòng xung quanh một chỗ đã tạo thành một cái lỗ xoáy to lớn. Người nhi hiện thân thành một nam nhân bay vọt lên từ trong lòng biển. Hắc bạch lão yêu, ngươi đừng có hòng làm hại chàng. Nhận ra đối thủ, con yêu tinh liền dùng yêu pháp đánh gãy đôi cái chiếc thuyền. Người nhi phóng ra một dãy lụa hồng quấn lấy Kiệt Dương mà kéo đi trước khi hai cái mảnh vỡ con thuyền kia chìm sâu xuống nước. Lão yêu tức giận, đôi mắt ánh lên một cái nét yêu tà hung tợn. Ra là một con tiểu ngư tình vô danh tiểu tốt, hôm nay ngươi đừng có hòng mà thoát khỏi tay của ta. Đoàn lão yêu nói xong thì bay phụt đến tấn công ngư tình. Kiệt Dương hoảng hốt khi mà chứng kiến cái cảnh đấu pháp của hai cái loại yêu tinh khác biệt. Chàng giờ đây thật là không dám tin vào trong mắt của mình nữa. Vì chàng trai mà chàng từng đem lòng yêu thương lại chính là một loại yêu tinh với công lực phi thường, có thể tạo ra cuồng phong vũ bão khuấy động cả một cái vùng đại dương rộng lớn. Mặc dù là như vậy, công lực của tiểu ngư tinh chỉ là đạo hạnh thấp bé so với cái công lực tu luyện mấy ngàn năm của cái loại cá mập trắng. Tiểu ngư tháo chạy lên trên hòn đảo mang theo Kiệt Dương. Hắc bạch lão yêu vẫn là truy sát tận cùng. Nó vận pháp kéo nước biển dâng lên đến thành tường vách,
để có thể cản đường của ngư nhi. Đá đồng bị nổ tung, nó phang ra từng mảnh và từng mảnh. Pháp thuật của lão yêu giáng xuống, làm cho thủy cung rung lắc dữ dội. Cái ngai vàng của Nam Hải đại tướng quân cũng đã bị sóng đánh cho lắc lư. Biết có điểm không hay xảy ra rồi, nên đại tướng quân dùng cái khe đỉnh bà trấn thủy, phóng ra một luồng pháp thuật bình ổn lên thủy cung. Ông đưa tay lên bắt ấn, đoán được là quyền cơ. Ông thốt lên: "Có giao tranh trên mặt biển rồi." Đại tướng quân nhanh chóng rẽ sóng mà lướt đi. Ông xẻ cái dòng nước ra rồi trồi lên trên mặt biển. Khi mà lão yêu giáng một đòn tử thần về phía ngư nhi, cũng là cái lúc mà phụ vương của chàng phóng ra cái đỉnh ba không chỉ là yêu. Đỉnh ba trận pháp! Ông hô một tiếng, tức khắc cái đỉnh ba xoáy vòng vòng lên mặt biển. Với một sức mạnh dữ dội, đạo hạnh của đại tướng quân trên lộ phi thường hắc bạch lão yêu bị trúng trận pháp, hiện ra nguyên hình thành một cái con cá mập trước khi nổ tung thành từng mảnh. Lão yêu đã bị tiêu diệt. Đoạn tướng quân đạp trên sóng biển để phi thân lao đi ở trên mặt biển. Ông đáp xuống cái hòn đảo nơi đứa nghịch tử và Kiệt Dương đang đứng. Con thật là to gan, dám xem gia pháp chẳng ra gì, lại còn động lòng phạm nhân nam. Còn đó, đã khiến cho ta hổ thẹn với mọi người đồng cung quá rồi. Chúng con tự nhận thực lòng mà cha, xin phụ dương hãy tác hợp cho chúng con. Người nhiệt phủ phục gian sinh chức cha của mình. Kiệt Dương cũng cúi đầu khẽ khẩn thiết: "Đại tướng quân à, coi người như thật lòng mà, xin đại tướng quân hãy tác hợp cho chúng con." Tướng quân nghe đội đồng tính nam nói mà trong lòng của ông phẫn nộ. Yêu như thật lòng được bao lâu chứ? Những người nam nhân đồng tính trên thế gian chỉ là có loại người có mới nói cũ, có trang qua đèn, không bao giờ có cái gì gọi là tình yêu thật lòng hết. Người đó đừng có gian sinh ta vô ích. Xin đại tướng quân minh xét mà, chúng con có tình, chúng con nguyện sẽ sống chết có nhau, mãi mãi không thay lòng. Cha, Kiệt Dương cha nói không sai đó, chúng con nhờ thật lòng mà. Chàng chính là ân nhân của bạn của con, con sẽ nguyện theo chàng về đất liền, cho dù là có mất đi pháp thuật ngàn năm. Con à, con vẫn xin cha hãy tác hợp cho chúng con. Về đất liền sao? Nà, con có biết rằng chỉ cần một canh giờ không được gặp nước biển, con sẽ tiêu hao công lực ngàn năm không chứ? Con có biết con sẽ mất hơi để pháp thuật hậu quả nó sẽ như thế nào không? Cho dù một loài yêu nghiệt đau hạnh thấp là cũng có thể đánh con trở lại nguyên hình đó, con có biết không? Dù cho ngươi gì có trở thành người cá hay là thành loài gì đi chăng nữa, con cũng sẽ bảo vệ ngươi như vậy mà. Kiệt Dương vẫn là nhất quyết cầu xin tướng quân tác hợp. Đến nước này thì đại tướng quân cũng là không có khư khư giữa thái độ cắn rắn của mình nữa. Ông hô ra một chiếc thiền rồi nói: "Con hãy đi cùng với hắn ta đi, ta coi hắn sẽ chung tình được với con bao lâu. Ta còn cái gọi là tình yêu đồng tính ở trên đời này nó có hay là không, rồi đây cô sẽ thấy cha chính là nói đúng." Tướng quân lao vụt xuống biển, mang theo cái niềm lo lắng cho đứa con trai nông muội của mình. Đi theo tiếng gọi của tình yêu, người như trả hết pháp thuật cho cha, đoàn theo Kiệt Dương trở về Diên Khánh sinh sống. Họ đã có những ngày tháng ân ái bên nhau, thức mặn nồng và say đắm. Người nhi thì hết mực một lòng một dạ lo lắng cho Kiệt Dương. Buổi sáng chàng theo dân chạy ra biển để buôn bán cá, lấy tiền lo cho Kiệt Dương ăn học. Ít lâu sau, Kiệt Dương lại kinh ứng thế. Giữa đường chàng gặp cái bọn sơn tặc nên không còn một xu dính túi. Bọn chúng đã thương chàng, nhưng đúng lúc đó có Chế Quốc Trạch tài giúp đỡ. Vị công tử này chính là Thái tử Điện Hạ đương triều ở dưới triều đại của vua Chăm Ba Chế Mân. Kiệt Dương cảm thấy làm cảm kích vô cùng. "Xin tạ ơn tấm lòng hiệp hành trưởng nghĩa của trang sĩ đây, làm mỗi tôi thật cảm kích vô cùng." "Nè huynh đó, không cần phải khách khí đâu. Có phải huynh đang trên đường lại cái đứng thi cho cuộc thi tuyển mộ trạng nguyên của vương quốc Chăm Ba ta không chứ?" "À,
Thì là đúng đó. Lâm mẫu tôi đang trên đường đến kinh thành, chưa đừng gặp nạn, cũng thật là may gặp được Tráng Sĩ đây. Ta chính là thái tử đương triều, đi thị sát cái vùng đất này, gặp cảnh bất bình mà ra tay cứu trợ, đó chính là lẽ tự nhiên thôi. Quỳnh Hà tất gì là phải bận tâm chứ. Đoạn nói xong, Chế Quốc Diệu Kiệt dựng lên trên ngực, thôi thúc mã lao đi. Vị thái tử đương triều này đúng là một nam nhân xinh đẹp hiếm có, rồ hồm hàm én mày ngài, uy nghi và dũng lực. Thật đúng là một cái niềm ao ước muốn chiếm lĩnh của các nam nhân đồng tính ở trên trần gian này. Gió ngựa phóng như vũ bão ở trên dặm đường, làm cái áo quan bào của hoàng triều tung bay phất phới. Mùi hương của một cái lời qua mọc miên thơm lừng thoát ra từ mái tóc của hoàng tử muốn mê hoặc lòng người. Cũng là khá khen cho Kiệt Dương là chàng có cái ý chí kiên định nên không bị mê hoặc bởi diện mạo khôi ngô tuấn tú của thái tử. Khi mà guốc ngựa vừa băng qua mấy cái dặm thảo nguyên thì bị sa vào trong hố đá, còn tu mã của thái tử mất đà, hất tung thái tử và Kiệt Dương lao xuống đất, lăn xuống sườn đồi. Thái tử ôm chặt lấy Kiệt Dương, cả hai dính chặt vào nhau, lăn nhược vòng ở trên dốc đồi trải thảm của vùng thảo nguyên xanh mượt. Khi mà lăn xuống tận cùng chân đồi, thái tử nằm úp ít lên trên người của Kiệt Dương, như cái cảnh tượng hai người giao tình của con người. Kiệt Dương cảm thấy tim của mình đập lên thình thịch. Chẳng thể nào cưỡng nổi cái sự quyến rũ gợi tình của thái tử trong lúc này. Thái tử cũng chẳng có mảy may đứng dậy, chàng cứ để cho hai thân thể bách tùng từng cú va chạm cả vào nhau. Một cái cảm xúc hưng phấn bỗng như lan tỏa khắp cơ thể của thái tử. Đôi môi thư sinh họ Lâm kia cũng là như ngất liệm đi. Dưới thảo nguyên hoang vắng còn chờ gì bướm ong đồng thuận nữa chứ. Thái tử đưa cái bờ môi đến gần khuôn mặt của Kiệt Dương, chàng đặt lên trên một nụ hôn nồng cháy. Đất trời tự như hoa là một từ đây. Những cánh hoa đào rơi lả tả ở trước gió, trong một cảnh riêng tư nọ nước của hai nam nhân, nó đê mê đến khoái lạc. Về phút mà hứng tình, Kiệt Dương chàng ta đã quên mất đi cái lời thề năm xưa đối với tiểu ngư nhi. Chàng tận hưởng cái niềm khoái lạc với một người mới mà chìm trong sự sung sướng tột cùng của nhân gian. Thái tử lại tiếp tục được Kiệt Dương lên trên đường. Họ dừng lại ở một dãy núi. Thái tử dắt ngựa cùng đi bộ với chàng. Dương Quân à, qua cõi đèo Hải Vân là một đồng bằng Dương Hải rất an toàn đó. Tiện đường ngàn dặm cũng phải chia tay thôi. Ta xin cáo biệt trở về. Chúc Quân đại bản nhân đầy tên. Ta cũng có thể gặp lại thái tử hay không chứ? Hữu duyên thiên lý đang tương ngộ, ngài huynh trở về sẽ gặp lại ta. Kiệt Dương từ biệt thái tử, đưa chàng băng qua cái đèo Hải Vân. Khi mà Kiệt Dương đi mất rồi, lúc bấy giờ có một cái đồ pháp thuật thần thông làm cho trung chuyển núi rừng. Nam Hải đại tướng quân xuất hiện, thái tử quỳ xuống nghênh giá. Hạ từ bái kiến đại tướng quân. Người làm tốt lắm. Với đồng tính của loài người, không hề có cái gọi là mãi mãi không thay lòng, hết mực thủy chung. Người đó, hãy làm cho con trai của ta tỉnh ngộ, để cho nó hiểu như thế nào là tình đời. Nếu nó hiểu được cái sự bạc bẽo của giới đồng tính nhân gian này, một tháng sau hắn ta sẽ trở về Diên Khánh. Đến lúc đó, người hãy tiếp cận hắn ta, rõ chưa? Hạ từ tôi chỉ. Khi mà chàng trai ngẩng đầu lên, cũng là lúc đại tướng quân vụt biến mất. Chàng trai đứng nhìn theo bóng của Kiệt Dương bên kia đèo, rồi lắc đầu cửa trách. Thoát cái, chàng trai cũng biến thành cái loài chim hải âu mà bay về hướng đông. Kiệt Dương đã đến kinh thành trước ngày diễn ra khoa thi ít hôm. Đêm này trăng sáng vàng bạc, Kiệt Dương ngồi bên khung cửa mai một kinh sự, để sáng mai chàng phải bước vào trong khóa thi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi mà gặp cái vị thái tử đương triều diện mạo siêu phàm kia, thì Kiệt Dương không lúc nào mà không nguôi ngoai, không lúc nào thôi nhung nhớ chàng ta.
chàng cứ mong gặp lại cái vị hoàng tử khinh bạc như Thảo Nguyên của hôm nào. Vị trí của Ngư Nghĩa trong lòng của chàng ta trong phút chốc đã bị lãng quên. Những gì mà Nam Hải Đại Tướng Quân nói về thói đẹp bạc bẽo của người đồng tính không phải là không có cơ sở. Chẳng có cái gì gọi là trước sau như một, mãi mãi không thay lòng cả. Tội cho Tiểu Ngư Nhi đã dày cầm vùng đắp, một lòng một dạ với chàng, chỉ có thể đổi lại là cái sự phũ phàng của loài người kia. Quả đúng như cái lời tuyên đáng của Nam Hải Đại Tướng Quân, đúng một tháng sau Kiệt Dương trở lại Thảo Nguyên xưa. Nhưng lần này chàng được hộ tống bởi quân lính của triều đình. Một vị tráng sĩ thúc ngựa tự nhiên bay ở trên Thảo Nguyên mà tiến về phía toán quân lính hộ tống Kiệt Dương. Còn tuấn mã bị giật dây cương đột ngột trùng chân lại, hai chi trước nhón dậy bị hí lên một hồi. Tráng sĩ một bước nhẹ xuống yên ngựa rồi tiến về phía Kiều Vàng. Toán quân lính cùng giật thốt mình: "To gan, dám cản đường của Dương Trạng Nguyên." "Tôi chính là thuộc hạ của Thái tử Chế Quốc, xin được phép ý kiến Dương Trạng Nguyên." Nghe đến tên của Thái tử thì Kiệt Dương không dám chậm trễ, chàng vén ra cái bức màn nhung của Kiều Vàng mà đi ra. "Khởi bẩm Dương Trạng Nguyên, Thái tử đương triều biết là hôm nay Dương Trạng Nguyên trở về nên đã kêu tôi ra ngoài kinh báo. Đây chính là mật thư của Thái tử." Trang sĩ đưa cho Kiệt Dương lá thư rồi lên trên ngựa phóng đi. Khi vừa rời xa cái nơi đó không lâu thì người và ngựa bỗng nhiên lại tan biến. Chỉ thấy trong luồng hào quang xuất hiện hai con chim hải âu bay vụt đi. Thì ra những người mà Kiệt Dương gặp đều là do sự sắp đặt của đại tướng quân. Họ đều là chim hải âu quá thân từ biển Đông. Mà thành Thái tử đương triều cũng chính là không ngoại lệ. Kiệt Dương đọc mật thư: "Dương huynh à, nghe tin huynh đạo Trạng Nguyên, lòng của đệ này vừa mừng khôn xiết. Đệ rất lấy làm tiếc vì đã xảy ra bạo bệnh, không thể nào ra nghênh đón tướng quân. Nay bệnh tình đã càng ngày càng trầm trọng rồi. Đại phu trong cả nước cũng đã phải bó tay tôi. Nếu như cô ta kiếm được túi mật của loài cá voi thì sẽ có cơ may chứ khỏi. Nhưng bấy lâu nay những người ra khơi đều tử nạn cả rồi. Một phần là không thể nào dễ bắt được loài cá to lớn ở ngoài khơi xa muôn trùng bão tố. Hơn nữa loài cá này nó có linh tính rất là cao thâm, sức người thó lòng dễ bắt được. Nếu huynh có thể giúp ta kiếm được thì trong tương lai hai chúng ta sẽ cùng nhau nắm giữ giang sơn xã tắc này. Nhớ huynh nhiều, hẹn gặp lại huynh ở kinh thành." Người xưa nói quả thật là không sai: giàu đổi bạn, sang đổi vợ, có trăng quỳnh đèn, có mới nới cũ. Còn người đồng tính vô dị yêu thích cái nét đẹp hình thể và chú trọng giàu sang quyền quý, ít ai có tấm lòng thủy chung sắc son. Sau khi mà trở về nhà, Kiệt Dương đã lành nhặt hẳn đi cái chuyện chăn gối đối với Tiểu Ngư Nhi. Chàng cứ nhớ mãi cái vị thái tử tài ba với cái giả vật đàn ông đẹp đẽ quyến rũ chưa từng thấy ở trong đời của chàng. Kiệt Dương thật là tán tận lương tâm, chàng đã đi gặp một vị pháp sư để mà lập đàn trừ yêu diệt ma. Sau một đêm ân ái, khi mà Ngư Nhi chìm trong ở trong giấc ngủ thì Kiệt Dương đã yểm lá bùa khống chế Ngư Nhi cho vị pháp sư kia làm phép tiêu diệt chàng. Vị pháp sư dùng kiếm và bùa chú thổi ra một cái ngọn lửa bùng cháy vây quanh lấy Ngư Nhi. Ngôi nhà bị phóng quả cháy dữ dội, Ngư Nhi cũng đã dần dần mất đi cái hình người, mà thay vào đó chính là hình hài của một con cá voi hiện ra. Vị pháp sư đưa cho Kiệt Dương cái thanh kiếm rồi quát: "Mẫu bụng, lấy tôi một yêu nguyệt mau đi." Khi mà Kiệt Dương định tiến lại gần thì sấm chớp nổi lên ầm ầm, mưa như trút nước xuống cái ngôi nhà. Một con rồng từ đó bay đến phun nước dập tắt hỏa quạng đừng ngùng ngục mà thiêu rụi căn nhà. Nam Hải Đại Tướng Quân cởi trên lưng của con rồng
tay cầm cái cây đinh ba thí pháp xuống ở bên dưới, làm nổ tung ra cái đàn lập phép. Vị pháp sư và kiệt dừng hoảng loạn, mọi người chạy một hướng. Đại tướng quân mang theo đứa con trai tội nghiệp của mình trở về với biển. Sau đó Kiệt Dương lại trở lại kinh thành đi tìm Thái Tử Điện Hạ. Một luồng cuồng phong nổi dậy ở giữa thảo nguyên mênh mông, làm cho trùng đứng bước chân của quân hầu Tòng Kiệu. Trận cuồng phong dị thường này làm đánh bật đi cái mái kiệu bay lồng lóc đi. Quân hầu Tháp Tùng là phải quản loạn bỏ chạy tứ hướng. Một đàn chim hải âu từ đó bay đến, trong phút chốc mà quá thành các nam nhân xinh đẹp gợi tình. Nhận ra Thái Tử Kiệt Dương mừng vui khôn tiếc. Nhưng một điều lạ thay chính là Thái Tử Kiệt Dương lại đứng bên cạnh của Nam Hải đại tướng quân. Tên phạm nhân dông ơn bội nghĩa trước kia cứ thề non hẹn biển đối với con trai của ta như thế nào chứ? Thế mà bây giờ ngươi đã vì vinh qua phú quý, đam mê nam sắc mà đang tâm sát hại con trai của ta. Ngươi có biết rằng con trai của ta đã bỏ đi công lực ngàn năm chỉ vì cái tên dông ơn bội nghĩa như ngươi không chứ hả? Ngươi đó còn thua các cái loại cá tanh hôi dưới biển. Đoạn nói xong, Tương Quân phải thêm một cái ra hiệu cho các chàng trai hải âu. Các nam nhân nhanh chóng hóa thành cái đàn chim vây quanh một khắp cơ thể của Kiệt Dương. Quần áo của chàng bị cái loài chim hải âu xé ra thành từng mảnh, đầu nhũ bị mổ đỏ cho hồng trướm máu. Trên người của Kiệt Dương không còn một mảnh vải che thân. Loài chim mổ sâu vào trong hạ thể khiến cho cửa hậu của chàng cha bị rách bét và trị máu tương. Cái giả vật đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng. Kiệt Dương là phải sống những ngày tháng cô đơn và hiu quạnh cho đến cuối cuộc đời mà chẳng có một ai đó quay đến một người bất lực như chàng ta.